PLP Forever xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay, hai vợ chồng mình sẽ dẫn các bạn tới một địa điểm gọi là Key Mall ở Houston. Địa điểm này được xây dựng vào năm 1997 và khai trương vào năm 1998. Và có tóc được xây dựng vào năm 2007. Cho đến nay thì địa điểm này đã hoạt động được 22 năm. Địa điểm này không bán vé. Những gì tất cả các bạn làm là tốn tiền gửi xe và trả tiền cho những trò chơi mà mình chơi. Thì địa điểm này có rất nhiều nhà hàng, có rất nhiều trò chơi ở đây và nhiều thứ đồ ăn uống của Mỹ. Tổng số người tới đây chơi không dưới 50.000 người vào ngày cuối tuần. Một chiếc xe bạn gửi, bạn có thể tốn 10 đồng, 20 đồng. Có nhà hàng nằm trên chiếc tàu rất đẹp. Có tàu chở bạn đi chơi khoảng chừng 20 đồng một vé cho một người. Hai vợ chồng ngày hôm nay đi tới đây để đón năm mới. Và rất nhiều người ở đây thì từ trên cao nhìn xuống, bạn thấy cảnh rất là đẹp, dù là mặc dù là buổi tối. Có rất nhiều người tới đây để mướn tàu. Như bạn thấy đó, bến tàu rất đẹp, rất là nhiều tàu nhỏ. Mình rất thích mướn tàu để hai vợ chồng đi chơi. Nhưng mà vợ mình không thích đi tàu. Vợ mình chỉ hợp với lửa là nổi nóng thôi. Cú quay người của nàng khiến mình giật mình, dù nàng rất xinh. Ước mơ của mình là được lên tàu ăn một lần cho biết. Nhưng nàng từ chối vì nàng không thích nước. Điều tồi tệ cuối cùng cũng đến, con tàu bắt đầu rời cảng. Trước mũi tàu được trang trí những cái đèn Noel rất đẹp và trong bon tàu rất là sang, tại vì hai vợ chồng mình đã nhìn từ ngoài nhìn vô. Tết đến nhưng rất buồn vì con tàu đã cướp lấy giấc mơ của mình. Hỏi ai không muốn lên một lần. Lặng lẽ cúi đầu nuối tiếc xa rồi giấc mơ. Con tàu này có sức chứa khoảng 500 người. 95% là người Mỹ trên tàu. Ở góc độ này, con tàu nhìn thật lung linh, làm nhớ lại thời kỳ bé thơ của mình. Sinh ra và lớn lên tại miền Tây, những chiếc phà nằm trong trái tim mình từ thời còn nhỏ. Người khó khăn luôn có nhiều giấc mơ. Mỗi lần đi phà với mẹ là không bao giờ ngồi. Đi xe đò cũng vậy. Lúc được vài tuổi theo gia đình lên Sài Gòn sinh sống, nhìn chiếc tàu mình hình dung thành chiếc phà. Chiếc tàu lướt đi trong đêm rất đẹp, kèm theo sự hối tiếc không nguôi. Vợ cười mỉm an ủi, lần sau sẽ nhé. Vé lên tàu khởi điểm từ 450 đồng, từ 2 người cho tới 4 người. Có nghĩa là bạn đi 1 người bạn vẫn tốn 450, bạn đi 4 người bạn vẫn tốn 450 kèm theo thức ăn. Nhưng đó chỉ là những phần ăn đơn giản. Bạn ăn những thứ món mắc tiền, thịt bò chẳng hạn mà phải trả thêm tiền. Rượu cũng vậy, bạn chỉ được uống những rượu căn bản thôi. Còn rượu XO hay những rượu mà sang hơn thì bạn phải trả tiền riêng cho tiền rượu. Khi vợ chồng mình đến thì mọi người đang xếp hàng chuẩn bị lên tàu. Vì cái giá 450 cho từ 1 người cho tới 4 người, tất cả họ đều đi 4 người. Đôi mắt nhìn buồn vợi xa xăm, lấp lóe một tia hy vọng dù chỉ là mong manh. Thấp thoáng có bóng dáng hai cụ già từ xa đi tới con tàu, với bóng dáng vội vã nhưng đôi chân không cho phép. Khi phát hiện hai cụ là người cuối cùng lên con tàu, hít một hơi thật sâu, lấy can đảm bước tới hai cụ. Họ là người Mỹ da trắng, lúng túng rơm rã nhắc vài câu tiếng Mỹ. How you doing? Sau vài câu chào hỏi, mình nhanh nhẩu giúp hai cụ lên tàu. Nhìn quanh con tàu, mình là những người quá nhỏ bé. 2 người 450, 4 người cũng 450. Sự xấu tính của con người chợt lóe lên. Mình quay qua nhìn vợ, nói một câu tiếng Việt, có cơ hội rồi.
Quay về phía cụ, cụ đã đi xa được vài bước. Mình cất hai tiếng Daddy. Cụ quay lại mỉm cười và tặng một bài hát. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng nhân chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đổ, trần hồn sẽ muốn cho mình xót xa. Vỗ tay tặng cụ vai chàng, mắt ngơ ngác tròn xe. Are you Vietnamese? Cụ chậm rãi nói diễm xưa. Hai con cụ dần dần giúp cụ vào chỗ ngồi. Như vậy 2+2=4. Cười ngượng một cái, mặt đó kè bước xuống tàu mém té vì xấu hổ. Hai cụ là người Mỹ Lai, đứng trên cao nhìn xuống, nhìn khung cảnh rất đẹp. Mọi người háo hức chờ đón năm mới. Số lượng xe quá đông so với chỗ đậu xe. Bạn có thể mất 30 phút để đậu xe và mất 1 tiếng đồng hồ ra khỏi địa điểm này. Không cần biết bạn trắng đen vàng đỏ, mọi người cùng nhau đón năm mới. Giá vé bán ở đây rất kỳ quặc, 19 đồng cho những người dưới 1m1 và 25 đồng cho những người trên 1m1. Họ không tính tuổi mà họ chỉ tính chiều cao. Đó là giá vé cho một ngày chơi, nhưng chưa tính tiền cho con tàu lượn. Tổng cộng nơi này có 15 trò chơi ride, cộng thêm một cái roller coaster and một cái water ride. Roller coaster được gọi bằng tiếng Việt là con tàu lượn cao tốc. Có một lần hai vợ chồng đi chơi trên Florida, đảo quanh một vòng để kiếm trò chơi cho thoải mái. Nhìn số lượng người xếp hàng dài tới cả ngàn người, vợ mình nói chắc chắn đây là một trò chơi hay. Người xếp hàng không biết mình đang chơi trò gì. Họ làm mọi thứ đều bí mật. Sau khi đứng chờ khoảng nửa tiếng tới một tiếng, cuối cùng cũng biết đó là trò gì. Đó là trò chơi cao tốc cực mạnh. Mặt vợ mình bắt đầu đổi sắc, quay ngược đầu đi ra thì sợ xấu hổ. Đây đúng là trò chơi mà mình yêu thích. Đá lông nheo một cái, chiều ổn xả vợ nhé. Vợ buồn bã gật đầu rất nhẹ. Cảm giác lâng lâng, sắp được tung mình trên không trung. Đó là giấc mơ mình còn thiếu từ khi lấy vợ. Cái gì tới rồi cũng tới. Mặt ra ngời bước lên con tàu, hai tay tung cánh bay về phía trước. Vợ lặng lẽ một lời không nói, nước mắt rớt ra từ lúc nào. Ôm vợ vào lòng khẽ nói, con đường hôn nhân còn khó hơn con đường này. Sóng gió qua đi rồi hạnh phúc sẽ tới. Đây là một lời khuyên cho tất cả các bạn, hãy trân trọng những gì mình có. Bước xuống con tàu hoảng loạn một lời không nói. Đây là những trải nghiệm kỷ niệm tuyệt vời. Nó sẽ mang theo mình cho tới ngày cuối cùng. Đây là những trò chơi mà em vợ Việt Nam mình rất thích. Ước gì em vợ mình ở đây để được trải nghiệm một lần. Ba mẹ vợ đã qua Mỹ được một lần, còn em vợ mình thì chưa. Hy vọng gặp lại ba mẹ và em vợ một ngày nào đó. Mọi người đang chờ đón bắn pháo hoa. Khung cảnh ở đây buổi tối rất đẹp.
tòa nhà trắng với màn đêm tạo ra bức tranh truy đi rất đẹp. Mọi người đang thưởng thức màn trình diễn của nhạc sống. Người Mỹ họ coi trọng nhất là Noel. Tết Tây chỉ nằm trong hạng thứ 2, thứ 3 của Mỹ. Hầu như tất cả người Mỹ đều làm việc vất vả 6 ngày một tuần. Điều cuối cùng rồi cũng tới màn trình diễn của pháo hoa. Tất cả chuyện buồn bỏ lại đằng sau, mỉm cười đón nhận năm mới. Hy vọng và tự tin tạo nên sự khác biệt. Đừng nản chí theo đuổi ước mơ mình vào năm mới. Ước mơ của mình là được đi tàu ở đây một lần và trở về Việt Nam một ngày nào đó.